Sáng ngày 17 tháng 2, Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo thông tin về sai phạm ở các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngày 5 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tiếp nhận tố giác về tội phạm đối với các sai phạm tiêu cực trong quá trình đăng kiểm phương tiện thủy nội địa xảy ra tại chi cục đăng kiểm số 6 thành phố Hồ Chí Minh và chi cục đăng kiểm số 9 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thuộc cục đăng kiểm Việt Nam. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập Ngày 16 tháng 2, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 đối tượng, trong đó khởi tố Thái Việt Anh, Bùi Long Khương, Phạm Mạnh Hùng, Dương Xuân Chế là đối tượng môi giới về tội đưa hối lộ. Ngoài ra nhóm bị can gồm Hoàng Văn Duy, giám đốc chi cục đăng kiểm số 9, Lê Hải Hòa, Vũ Phương Huy, Nguyễn Văn Hiển, đăng kiểm viên chi cục đăng kiểm số 9, Phạm Việt Dũng, Phạm Tiến Bình, Phạm Văn Dương, Nguyễn Văn Duẩn, Mai Ngọc Cường, Nguyễn Văn Đồng, đăng kiểm viên chi cục đăng kiểm số 6 về tội nhận hối lộ. Ngày 17 tháng 2, phòng cảnh sát hình sự BC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bắt tạm giam Phạm Văn Nu, sinh năm 1986, ngụ tỉnh Đồng Tháp, trú tỉnh Bình Dương về tội trộm cắp tài sản. Tại cơ quan công an, Nu thừa nhận gây ra vụ trộm 100 lượng vàng trị giá hơn 4,5 tỷ đồng ở tiệm vàng Kim Thịnh, quận 12 vào rạng sáng ngày 29 tháng 1. Ngoài ra, Nu Khai gây ra thêm ít nhất 4 vụ đột nhập tiệm vàng lấy trộm hơn 10 tỷ đồng ở các cửa hàng kinh doanh vàng bạc ở tỉnh Bình Dương. Cụ thể tháng 10 năm 2019, Nu đột nhập vào tiệm vàng Hoàng An ở chợ Tân Phước Khánh, huyện Tân Uyên, trộm 200 cây vàng và 50 triệu đồng. Sau đó Nu mang về chi nhỏ và đi bán cho các tiệm tại tỉnh Bình Dương, được hơn 3 tỷ đồng. Số tiền này Nu dùng để mua đất ở tỉnh Tây Ninh và đầu tư xưởng gỗ, mua ô tô. Đến tháng 12 năm 2021, Nu đột nhập vào tiệm vàng Kim Hưng ở phường An Phú, thành phố Thuận An, lấy đi một số vàng rồi đem bán cho nhiều tiệm vàng ở tỉnh Bình Dương, được gần 1 tỷ đồng để tiêu xài. Ngày 17 tháng 2, Phòng Cảnh sát Hình sự BC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với Nguyễn Thị Phân, sinh năm 1972, ngụ tỉnh An Giang, về tội trộm cắp tài sản. Tháng 7 năm 2021, phân làm giúp việc cho bà C, sinh năm 1955 ở chung cư Livingston, số 65 67 đường Mai Chí Thọ, phường An Phú, thành phố Thủ Đức. Khi chủ nhà cùng người thân về quê ở tỉnh Thừa Thiên Huế và giao nhà lại cho phân trong coi, nhưng phân bỏ về quê rồi gọi điện báo không lên làm giúp việc nữa. Lúc bà C trở lại thành phố Hồ Chí Minh thì phát hiện mất 47 lượng vàng SJC trị giá gần 3 tỷ đồng số vàng là tiền mới bán đất và bỏ trong tủ gỗ không khóa. Ngày 6 tháng 2, trinh sát công an phát hiện Phân đang ở khách sạn tại tỉnh Tiền Giang nên bắt giữ. Khám xét, công an thu giữ hơn 43 lượng vàng STC và gần 52 triệu đồng.